quên dây đai ngực không thoải mái hoặc dây đeo cổ tay rườm rà. Nhờ một cải tiến mới trong công nghệ nano, một ngày nào đó chiếc áo thun của bạn có thể giúp theo dõi sức khỏe của bạn. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Rice đã tạo ra các sợi ống nano carbon linh hoạt có thể dễ dàng dệt thành quần áo và phục vụ như các thiết bị theo dõi sức khỏe chức năng. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nano Letter. Sợi chỉ thông minh mới này dẫn các xung điện bền và thậm chí có thể giặt bằng máy. Được may liền mạch vào quần áo để tạo ra kết quả đọc điện tâm đồ liên tục. Các nhà nghiên cứu có thể khâu các sợi chỉ theo đường zigzag trên một vật liệu, cho phép vải có thể kéo căng và uốn dẻo mà không làm đứt các ống nano. Các cảm biến mới này phải được đặt vừa khít với ngực để nhận tín hiệu nhịp tim, nơi chúng cũng hoạt động như điện cực. Truyền kết quả không dây đến điện thoại thông minh qua Bluetooth. Điện tâm đồ còn được gọi là ECG hoặc EKG. Ghi lại các tín hiệu điện từ tim để kiểm tra sự hiện diện của các tình trạng tim có thể xảy ra. Đặc biệt, kỹ thuật này được sử dụng để chẩn đoán các tình trạng như rối loạn nhịp tim và bệnh mạch vành. Các ống nano được sử dụng trong nền tảng này siêu mỏng, chỉ bằng chiều rộng của một sợi tóc người, buộc các nhà đổi mới phải nghĩ ra chiến lược kết hợp chúng lại với nhau để tạo thành những sợi dây bền chắc. Theo một trong những nhà phát minh chính, Lauren Taylor, kỹ thuật mà họ sử dụng cuối cùng được lấy cảm hứng từ những sợi dây thường được sử dụng trong tàu mô hình. Những người sáng tạo ra sợi ống nano cho biết sự đổi mới này mở đường cho những khả năng mới tại nơi giao nhau giữa công nghệ sức khỏe và thời trang. Matteo Pasquali, một nhà khoa học khác đã nghiên cứu về ống nano carbon, nhận xét do sự kết hợp của độ dẫn điện, khả năng tiếp xúc tốt với da, tính tương thích sinh học và sự mềm mại, các sợi ống nano carbon là một thành phần tự nhiên cho các thiết bị đeo được. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.